Ở tập trước, Vân Sơn đã bắt đầu cử hành hôn lễ cho Vân Vận và Cổ Hà. Mặc dù Vân Vận không có tình cảm với Cổ Hà, Vân Sơn vẫn có thể ép cô gả cho hắn. Điều này chứng tỏ Vân Sơn đã sử dụng một chút thủ đoạn gì đó. Sang tới nội dung của Đột Phá Thương Khung phần 5 tập 60, mở đầu là hình ảnh Hải Ba Đông vỗ vai Tiêu Viêm và nói: "Ngươi đã đặt quyết tâm vào lễ đính hôn, như vậy liền dựa vào ngươi. Hai ngày sau, Mỹ Đặc Nhĩ Sa tộc sẽ toàn lực trợ giúp ngươi." Pháp Ma cũng nói, hướng về Tiêu Viêm: "Liền Dược Sư Công Hội cũng sẽ toàn lực tương trợ. Lúc này đây, Lão Phu liền mang toàn bộ tiền tài đặt cược vào ngươi." Nhìn hai người tỏ thái độ, Tiêu Viêm cười gật đầu, chợt ánh mắt quét về phía xa Hình Thiên cười nói: "Đã sớm nghe nói qua Hoàng Thất có thủ hộ thú thực lực rất mạnh, lúc này là sự tình cực kỳ quan trọng, sợ già lão cũng phải đem nó ra chiến đấu." Nghe vậy xa lão ngẩn ra, liếc mắt cùng với Yêu Dạ nhìn nhau, nhưng lại đều là cười khổ một tiếng rồi nói: "Hoàng Thất đích xác có một ma thú thủ hộ lục giai, thực lực cũng đủ để đối địch cùng với 7-8 tinh đấu hoàng, có điều lần này sợ là khó có thể tham chiến." Tiêu Viêm tiên sinh, cũng không phải là Hoàng Thất chúng ta cất giấu, mà là U Hải Giao Long Thú năm đó chinh chiến cho Hoàng Thất ta quá nhiều. Đến đây tai họa ngầm trong cơ thể đã rất nhiều, một đoạn thời gian trước thương thế bao phát, hiện giờ trạng thái cực kỳ uể oải, thực lực cũng không bằng phân nửa trạng thái lúc toàn thịnh. Tham chiến mà nói thì chỉ sợ hiệu quả cũng không lớn. Yêu Xa cùng với Gia Hình Thiên nghe vậy nói: "Chúng ta biết Tiêu Viêm tiên sinh cũng là luyện dược sư, có điều trước đấy chúng ta cũng mời Pháp Mã hội trưởng đi xem qua, nhưng hắn lại nói muốn chữa khỏi thương thế của U Hải Giao Long Thú lại cần một loại đan dược gọi là Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan." Pháp Mã một bên nghe vậy cũng giải thích: "Loại đan dược này đặc biệt đối với thương thế ma thú có hiệu quả rõ rệt, nhưng phẩm giai lại không thấp, đủ để đạt được đến lục phẩm. Đan dược phẩm giai loại này coi như là năng lực của ta cũng khó có thể luyện chế thành công, cho nên ở Gia Mã Đế Quốc có thể luyện chế ra đan dược loại này sợ cũng chỉ có bản lĩnh của Cổ Hà. Nhưng hiện giờ Hoàng Thân cùng với Vân Lam Tông quan hệ như vậy, thì muốn tìm hắn hỗ trợ luyện chế rõ ràng là không có khả năng." Trầm ngâm một lát, Tiêu Viêm lại đột nhiên nói: "Chuyện tình đan dược thì liền giao cho ta đi, nếu mọi người cùng đứng về một đầu chiến tuyến thì ta tự nhiên sẽ không giấu giếm." Nghe vậy mọi người đều cả kinh, từng đạo ánh mắt kinh ngạc quét về phía Tiêu Viêm, đưa cho hắn luyện chế lục phẩm đan dược. Nói như vậy chẳng phải nói là người kia ngắn ngủi 3 năm này, cư nhiên ngay cả luyện dược sư thuật cũng đột phá tới lục phẩm chi giai. So sánh sự kinh ngạc cùng với người khác thì sắc mặt của Pháp Ma cùng với Mỹ Đặc Nhĩ kia còn đặc sắc vô cùng. Thân là luyện dược sư, bọn họ tự nhiên cực kỳ rõ ràng rằng đẳng cấp luyện dược sư đè thăng chắc trở ra sao. Nhưng mà trước mặt người này, ngắn ngủi 3 năm bắt đầu từ tam phẩm luyện dược sư nhảy trở thành lục phẩm luyện dược sư, tốc độ như vậy quả thực có thể nói là đáng sợ. Nghe vậy Yêu Dạ lập tức nói: "Ta sẽ lập tức phái người đem dược liệu đưa đến trên tay của Tiêu Viêm tiên sinh, mà kẻ xác suất thành công cao hay thấp, chỉ cần Tiêu Viêm có thể luyện chế thành công thì tiêu hao bao nhiêu dược liệu, Hoàng Thất Tà cũng có thể đáp ứng." Nhìn hai người mừng rỡ, Tiêu Viêm cười cười rồi nói: "Nhị vị cũng không cần cảm tạ ta, lần này cùng Vân Lam Tùng quyết chiến, phiêu lưu trong đó không nhỏ, cường giả tự nhiên là càng nhiều càng tốt, U Hải Long Sao thú kia có thể hồi phục thực lực, thì đối với chúng ta mà nói cũng có được một cái trợ lực không nhỏ." Sau đó Tiêu Viêm tuyên bố: "Hai ngày này, thỉnh chư vị có thể đi chiêu tập chiến lực, hai ngày sau khi mà chúng ta tập hợp đại quân, thì đó cũng là lúc quyết một trận tử chiến với Vân Lam Tông." Sự tình trao đổi hoàn tất, Hải Ba Đông cùng với Tiêu Viêm liền cáo từ ly khai khỏi luyện dược sư công hội. Hải Ba Đông thì trở về Mỹ Đặc Nhĩ Sa tộc, còn Tiêu Viêm thì tiến về một nơi, đó là phủ đệ mới của Tiêu gia, đợt này đang được Tiêu Lệ thu xếp. Nhìn Tiêu Viêm quan sát khắp nơi, Tiêu Lệ cười cười: "Đoạn đường hoàng kim này phần lớn đều trong tay của một ít đại thương nhân có bối cảnh không thấp, có điều với thế lực hiện giờ của Tiêu gia tại Gia Mã Đế Quốc đã có thể so sánh cùng quái vật lớn như Vân Lam Tông. Những đại thương nhân đối với việc Tiêu Lệ muốn thu mua phiến khu này tự nhiên không dám có chút dị nghị, thậm chí ngay cả giá đều không dám đề cao quá nhiều." Tiêu Viêm cũng nói với Tiêu Lệ về việc hai ngày nữa sẽ tấn công Vân Lam Tông. Ngay lúc đang nói chuyện với Tiêu Lệ, Yêu Dạ công chúa đã mang đan dược đến cho Tiêu Viêm để luyện chế Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan. Mang dược liệu đưa đến xong, Yêu Dạ lưu lại một hồi mới cáo từ ly khai. Sau đó Tiêu Viêm tới một căn phòng, hít một hơi thật sâu. Ngay khi đó, Dược Lão xuất hiện, đưa cho Tiêu Viêm một chiếc nhẫn, rồi nói Tiêu Viêm đeo nó vào. Nghi hoặc nhìn chiếc nhẫn bạch sắc trong tay, đeo vào tay, một cảm giác băng lãnh nhưng lại mang theo vẻ nóng chảy khác thường hiện lên trong lòng bàn tay của Tiêu Viêm. Dược Lão cười và nói: "Đây là nhẫn ta dùng cốt linh lãnh hỏa luyện chế ra, trong đó ẩn chứa không ít cốt linh lãnh hỏa, nhưng chỉ có thể chứa đựng thời gian 5 ngày, sau đó sẽ tự động tiêu tán. Lần này cùng với Vân Lam Tùng đại chiến, có thể sẽ có cường giả cổ hồn điện xuất hiện, đến lúc đó ta sẽ ra tay hỗ trợ ngăn cản bọn họ, sợ không thể nào mang cốt linh lãnh hỏa cho người mượn.
Cho nên nhẫn này coi như để dự phòng đi. Cốt linh lãnh hỏa trong đó chỉ đủ cho người sử dụng Phật nộ hỏa liền một lần, cho nên không tới lưng vạn bất đắc dĩ, tận lực không nên thi chiến. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, hơi gật đầu. Hai ngày sau, chàng ác chiến kia dĩ nhiên ngay cả Dược Lão cũng có một chút không yên tâm. Sau đó Tiêu Viêm bắt đầu lấy chiếc đỉnh kế thừa từ Hàn Phong, bấm tay bắn ra, lục sắc hỏa diễm bay nhanh ra, ở phía sau màn chui vào trong dược đỉnh, lục sắc hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ trong mật thất cũng từ từ lên cao, làm cho mật thất sống như là lò nướng vậy. Chúng ta đến với Vân Lam Tông. Ban đêm ở Vân Lam Tông, ngọn núi nguy nga giấu mình trong bóng tối, những ngọn đèn dày đặc giống như là đom đóm trải rộng khắp núi đồi. Tuy sáng đêm đã khuya, nhưng trên đỉnh núi này còn phòng thủ nghiêm ngặt hơn cả so với ban ngày. Trong bóng tối, từng trạm gác ngầm đèn tất cả đồng tính ở đây, mỗi một chỗ trên toàn bộ ngọn núi thu vào trong mắt. Phía trong đại điện khổng lồ, khoảng không vắng vẻ, chỉ có người mặc đồ trắng đang ngồi ở giữa điện mới có thể cho đại điện này một chút hơi thở. Vân Vân ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, lúc này khuôn mặt mỹ lệ ung dung cao quý quả thật phẫn nộ khác thường. Những lời Vân Sơn trực tiếp nói với nàng lúc trước khiến nàng có cảm giác như thân thể bị rơi vào hầm băng vậy. Gả cho Cổ Hà, nghĩ đến những gì nói ra từ trong miệng của Vân Sơn, sự lạnh lẽo trong lòng của Vân Vân càng thêm dày đặc. Vân Sơn bây giờ đâu còn có nửa phần sáng sấp của sư phụ hiền từ trong lòng nàng năm đó. Ngay khi đó, Vân Vân phát hiện ra một luồng đấu khí, lập tức nói: nếu đã tới thì xuất hiện, việc gì phải lén lút. Ngay khi Vân Vân vừa quát xong, một tiếng cười khổ bất đắc dĩ như là tiếng than chậm rãi vang lên trong đại điện. Từ một chỗ trong đại điện chợt hiện ra một thân ảnh cao to, nhìn dung mạo quen thuộc kia, không ngờ chính là đan vương Cổ Hà năm đó. Thấy Cổ Hà hiện thân, Vân Vân cũng ngẩn người, chợt nhướng mày cười lạnh rồi nói: Cổ Hà, không nghĩ tới ngươi lại là người như thế, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, uổng công ta trước đây còn coi trọng ngươi. Nghe được Vân Vân cười nhạt như vậy, Cổ Hà kia cũng ngẩn người, cho làm như là minh bạch gì đó, cười khổ nói: sự tình này thật sự không có quan hệ gì với ta cả, tất cả đều là chủ ý của Vân Sơn. Cổ Hà giận dữ hét: là tại tên kia, ta chỉ thích ngươi, ta có cái gì không bằng cái tên kia, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, đáng sợ để ngươi thường nhớ như vậy sao? Thấy Cổ Hà ngoan cố như vậy, Vân Vân khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng cũng không nói nhiều, chậm rãi nhắm mắt, dĩ nhiên là không muốn để ý tới. Nhìn thấy bộ dạng Vân Vân như vậy, lửa giận của Cổ Hà càng tăng lên, nhưng là đối diện với người con gái mà hắn vẫn ôm vài phần ái mộ, cùng với cực kỳ kính nể này, hắn cũng không dám có chút xâm phạm nào. Sau đó ở bên trong đại điện một lúc, tâm tình cuối cùng là cũng bình tĩnh lại, đột nhiên trầm giọng nói: đúng là Tiêu Viêm đã trở lại Xà Mã Đế Quốc rồi. Cái tên vừa nói ra giống như có một loại ma lực, khiến cho Vân Vân đang nhắm mắt lại mở to đôi mắt nhìn về phía Cổ Hà. Trông thấy chỉ là nói một cái tên cũng khiến Vân Vân phản ứng như vậy, Cổ Hà không khỏi cười một tiếng tự giễu, không nghĩ tới mình nổi danh nhiều năm như vậy mà bị một tên mao đầu tiểu tử đèn ép đến không thể nào trở mình.